chào tất cả anh chị em. Hôm nay em xin giới thiệu anh chị em một cái mã máy, đó là Dell TPU-E7270. Chip là chip i5-6200U, RAM là 8GB, OSD 240, màn hình 12.5. Mã này thì mỏng nhỏ nhẹ luôn, có nặng 1.2kg thôi. Anh chị em mang đi lại rất là tiện lợi luôn anh chị em nhé. Để bảo hành thì bên em sẽ bảo hành cho các anh chị phần cứng là 3 tháng, phần mềm là 1 năm ạ. Trong quá trình sử dụng nếu mà máy có bị lỗi này, bị hỏng hóc hay là các anh chị cần hỗ trợ gì về máy chẳng hạn thì bên em sẽ có kỹ thuật để hỗ trợ các anh chị ạ. Ngoài cái mã máy này ra ấy, thì bên em còn rất nhiều các sản phẩm khác anh chị em nhé. Anh chị em cứ inbox Zalo cho em là 0934669689, em tên là Cường. Em sẽ gửi ảnh giá, cấu hình chi tiết từng sản phẩm để cho tất cả các anh chị em tham khảo. Bên em có tất cả các dòng máy có thể đáp ứng được các công việc của anh chị em, như là anh chị em làm đồ họa này, thiết kế đồ họa này, render này, hoặc là chơi game lặn này, hoặc là học lập trình thì đó, ok ạ. Đấy. Còn các dòng máy này thì là về hình thức cơ bản ấy, thì là nó sẽ mã này nó đẹp gần như 95% công suất thì anh chị em nhé. Thì các mã máy này rất phù hợp với tất cả anh chị em học sinh, sinh viên, học tập, hoặc là các thầy cô giáo giảng dạy, hoặc là các chị anh chị em làm văn phòng hoặc kế toán, rất là phù hợp luôn anh chị em nhé. Sau đây em sẽ đi test cái mã máy này để cho anh chị em xem qua anh chị em nhé. Thì anh chị em nhìn đây, ở góc bên phải ấy, thì có chân cắm 3.5 và chân cắm thẻ nhớ. Ngoài ra là có thêm một cổng USB này. Ở đằng sau này thì có chân cắm LG45 là cắm cái mạng dây anh chị em nhé. Mã này có wifi sử dụng mạng thông tin bình thường. Còn đây là cổng cắm HDMI, ok chưa anh chị em. Còn đây có thêm hai cổng USB nữa, và đây là có đây là chân cắm sạc anh chị em ạ, ok chưa. Sau đây em sẽ test qua cái các cái tính năng cơ bản của mạng máy này cho anh chị em xem. Đây, trước tiên là em sẽ test về cam anh chị em xem nhé. Về cái cam rất là nét luôn, ok chưa. Đó, anh chị em nào nếu mà có học online hay là dùng để giảng dạy gì đó qua Zoom thì rất là phù hợp luôn, ok chưa. Đó, đấy nhìn này em này, em thì trông xấu da thôi nhưng mà caramel nó nhìn chất đâu. Đấy, nhân viên nhà em trông nét nẹt luôn anh chị em. Đấy, nó đẹp này mà, ok chưa. Đó, đây, em sẽ test cái mic cho anh chị em xem nhá. Ok, em sẽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, alo, đó, chờ em sẽ play lại cho anh chị em xem. Đó, đây để em ok chưa ạ, rất là rõ ràng luôn anh chị em nhá. Đấy, bây giờ em sẽ test cái loa con này, nghe rất là chắc anh chị em nhá. Đó, rất là chắc luôn, rất là dễ chịu, nghe hay không anh chị em. Đó, đây là em sẽ test tiếp là cái chân cắm 3.5 cho anh chị em cắm ra loa ngoài anh chị em nhé. Ok, ok ạ. Đó, nghe rất là chắc chắn luôn. Em đang dùng cái loa nhỏ mini là 2.0. Đó, ở đây em sẽ test tiếp cái cổng HDMI cho anh chị em xem. Ok chưa, em sẽ cắm sang cái màn hình ngoài này cho anh chị em xem nhé. Đó, đấy, để cho anh chị em nào mà hay kết nối ra ngoài màn hình lớn để giảng dạy hay là TV hoặc máy chiếu, ok chưa, anh chị em nhìn chưa. Đấy, khá là ok, được chưa. Nào, thế thì anh chị em nào có nhu cầu thì cứ inbox cho bên em. Ngoài các mã này ra ấy, thì còn các cái dòng sản phẩm khác để đáp ứng tất cả các nhu cầu công việc của tất cả các anh chị em, như là về các công việc nặng như thiết kế đồ họa hoặc là chơi game, thì anh chị em nào mà có nhu cầu ấy thì cứ inbox, bên em sẽ hỗ trợ tư vấn để anh chị em chọn được mã máy phù hợp anh chị em nhé. Em xin chào tất cả anh chị em ạ. Lúc nào cũng sẵn 200-300 con để các bạn lựa chọn luôn, cho nên là các bạn không lo là bên mình có sẵn hay không có sẵn hàng. Bên mình thì có shipper toàn quốc đến tận nhà các bạn. Bạn nào có nhu cầu thì chỉ cần inbox cho mình sẽ gửi ảnh giá cấu hình chi tiết từng sản phẩm để các bạn tham khảo. Sau đó các bạn chỉ cần cho mình họ, tên, số điện thoại, địa chỉ là bên mình sẽ ship đến tận nhà cho tất cả các anh chị em luôn. Phí ship thì bên mình miễn phí ship toàn quốc anh chị em nhé. Anh chị em nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, và đang có chương trình khuyến mại cho nên các anh chị em sẽ được tặng một phần quà bao gồm cặp đựng laptop, chuột không dây và tấm lót chuột anh chị em nhé. Đấy, bảo hành thì là máy bảo hành toàn bộ máy là 3 tháng, phần cứng, phần mềm là bảo hành 1 năm. Trong quá trình sử dụng anh chị em cần hỗ trợ gì thì bên mình tất cả các khách hàng mua hàng đều có gửi cho một cái số kỹ thuật của bên mình, và anh chị em vui lòng gọi vào giờ hành chính giúp em nhé. Thì các bạn ấy sẽ hỗ trợ cho tất cả các anh chị em để các chị em trong quá trình sử dụng cần thắc mắc hay cần hỗ trợ gì thì các bạn sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các bạn cho tất cả anh chị em luôn. Thôi, em xin kết thúc video ở đây. Em chào tạm biệt tất cả anh chị em nhé.